Mến chào các bạn. Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những nhạc phẩm có tựa đề là Bài Không Tên từ số 1 trở lên. Theo ông nói thì đặt tựa đề như vậy để gợi sự chú ý của giới thưởng ngoạn trong những tháng năm ban đầu. Nên khi ra tập nhạc đầu tiên năm 1969, ông gom lại chục bản, sắp xếp lại rồi đặt số theo thứ tự. Năm bài đầu, mỗi bài phản ảnh một cuộc tình trong những năm tháng ông đã trải qua. Thế nhưng trong số những bài không tên lại không có sáng tác đầu tiên của ông là Tình Khúc Thứ Nhất. Chúng ta sẽ bàn đến sau. Bây giờ mời các bạn nghe bài không tên số 7. Nội dung phản ảnh cái nhìn của tác giả về con người và thân phận của một phụ nữ và tình yêu. Mời các bạn nghe sau đây với karaoke của Kim Quy. Thời gian rụng gió
cuối xuân cho mong đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau đớn đau. Em sẽ cho nhau đời nhau xót xa. Em dắt đưa nhau mối hận đời. Nước mắt cho mảnh đời xót xát. Thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen. Bao giờ đời sẽ bài không tin số 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.